Nhà đẹp Tân An xin chào. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong chương trình Mỗi ngày một nhà đẹp cùng kiến trúc Tân Á. Tân Á hiện tại là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà biệt thự dân dụng. Công ty chúng tôi hiện khảo sát, giám sát trên 63 tỉnh thành. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Hùng có địa chỉ tại Hà Tĩnh. Căn nhà của anh là căn biệt thự 2 tầng mái Nhật có phong cách hiện đại, màu trắng sẽ là màu chủ đạo của ngôi nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà cùng với cây xanh cho chúng ta thấy được một ngôi nhà rất là đẹp và sang trọng. Cổng chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cổng bằng sắt phun tĩnh điện, hai cột hai bên sẽ được thiết kế cột vuông, mái sẽ là mái Nhật. Hàng rào thì được thiết kế rất hiện đại nha các bạn. Ở giữa sẽ có thêm các hệ song sắt nhìn được vào bên trong ngôi nhà. Bên ngoài sẽ là bồn hoa để anh Hùng thỏa mãn niềm đam mê trồng cây của mình. Từ sân đi vào tiền sảnh sẽ được thiết kế bằng 5 bậc cấp. Ở giữa sẽ là được ốp bằng gạch granite màu trắng. Hai bên sẽ được ốp bằng gạch granite tối màu để tôn lên sự sang trọng, bề thế trong khu vực tiền sảnh. Chân bóng như thường lệ vẫn sẽ được thiết kế ốp bằng gạch. Hai cột ở khu vực tiền sảnh sẽ được thiết kế cột vuông, chân cột ốp bằng gạch màu tối, phần thân sẽ được sơn giả đá. Cửa chính sẽ được chúng tôi thiết kế là cửa gỗ, hai cánh, không pano kính và được phun sơn màu đỏ. Ngoài ra thì hệ thống cửa sổ sẽ được chúng tôi thiết kế đối với ngôi nhà của Hùng, đó là cửa nhôm kính, viền tối màu. Ưu điểm của cửa nhôm kính đó là bền đẹp theo thời gian và giảm chi phí xây dựng. Khu vực giao nhau giữa tầng 1 tầng 2, tầng 2 tầng mái sẽ được chúng tôi sơn một lớp sơn màu xanh nhằm mục đích phần tầng ngôi nhà. Trên tầng 2 chúng tôi sẽ thiết kế thêm ban công để cả gia đình có thể thư giãn. Phía trên ban công sẽ là hành lang bằng sắt phun tĩnh điện để tạo kiến trúc trong ngôi nhà. Để đảm bảo an toàn thì lan can chúng tôi thiết kế sẽ làm bằng kính cường lực. Hệ mái được chúng tôi thiết kế sẽ là mái Nhật. Qua khảo sát thì chúng tôi được biết anh Hùng có mong muốn Tân Á thiết kế cho anh một ngôi nhà có mái Nhật để căn nhà trở nên nổi bật và thể hiện được sự bề thế. Do đó chúng tôi sẽ thiết kế mái Nhật đối với ngôi nhà của anh. Trên sân mái, trần nhà, xung quanh ngôi nhà thì sẽ được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để căn nhà trở nên lung linh và lộng lẫy. Trên ban công xung quanh ngôi nhà sẽ được thiết kế thêm các bồn hoa để căn nhà trở nên hài hòa với thiên nhiên. Ngoài sảnh chính, chúng tôi sẽ thiết kế thêm sảnh phụ để tạo sự thuận tiện cho việc đi lại, nhu cầu nấu nướng của cả gia đình. Và đây là phối cảnh nhìn từ bên phải. Nhìn từ góc độ nào thì ngôi nhà của anh cũng rất là đẹp và rất là bắt mắt. Tiếp đến, các bạn hãy cùng chúng tôi đi tham quan kênh YouTube, website của nhà đẹp Tân Á nha các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là website cũng như kênh YouTube của nhà đẹp Tân Á. Các bạn có thể xem kênh YouTube và website của nhà đẹp Tân Á giống như hai kho thư viện lớn chuyên trưng bày các mẫu lâu đài, dinh thự, villa, các mẫu biệt thự, nhà vườn, nhà phố. Đi kèm với đó, chúng tôi sẽ có thêm những mẫu nhà thực tế và những video quay lại những căn nhà chúng tôi đã thiết kế và thi công để các bạn có một cách nhìn thực tế hơn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, ấn thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha các bạn. Giới thiệu với tất cả các bạn, đây là quy trình làm việc của kiến trúc Tân Á để hoàn thiện được một ngôi nhà. Sẽ trải qua 3 giai đoạn chính: khảo sát, thiết kế, thi công. Đối với ngôi nhà của anh thì chúng tôi sẽ về khảo sát thực địa, tọa đạc khu đất và lấy thông tin từ anh. Sau đó sẽ tạo nhóm Zalo để làm việc, kết hợp kiến trúc phong thủy, kiến trúc nội thất, ngoại thất, thống nhất được phương án về phong thủy, mặt bằng, phối cảnh. Từ đây sẽ tiến hành thiết kế chi tiết kiến trúc, tính toán kết cấu, tính toán kỹ thuật cấp thoát nước, kỹ thuật điện. Ở mỗi khâu, chúng tôi đều sẽ có phòng kiểm tra hồ sơ trước khi bàn giao. Sau khi đã bàn giao bản vẽ thiết kế để cho làm thi công ngôi nhà, chúng tôi sẽ cử hai bộ phận là bộ phận giám sát trực tiếp sẽ trực tiếp giám sát ngôi nhà của anh, bộ phận giám sát online sẽ nhận phản hồi, hỗ trợ anh 24/24 để đảm bảo công trình được thi công đúng thiết kế
tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng của công trình. Các bạn có thể thấy để hoàn thiện được một ngôi nhà, chúng tôi cần rất là nhiều con người, nhân lực. Ở mỗi vị trí chúng tôi đều sẽ cử những người có năng lực phù hợp với ngôi nhà của anh để đảm nhận. Do đó mà so sánh đều sẽ khập khiễng, không thể nào mà so sánh được. Để có được một quy trình làm việc chuyên nghiệp khép kín thế này, kiến trúc Tân Á đã rất cố gắng và phải có đủ năng lực thì mới có thể làm được. Tiếp đến, các bạn hãy cùng tôi đi khảo sát thực địa khu đất của anh Hùng nhà các bạn. Để có được đầy đủ thông tin phục vụ cho quá trình thiết kế, chúng tôi đã về tận nơi khảo sát thực địa. Hình ảnh các bạn đang nhìn thấy là khu đất được chúng tôi chụp lại bằng flycam. Trong quá trình đó thì chúng tôi sẽ đo thêm phong thủy để xử lý phong thủy nha các bạn. Qua khảo sát, chúng tôi sẽ quay khu đất bằng flycam, đo đạc khu đất, đo chiều rộng mặt tiền, cốt đất nền so với mặt tiền. Và như chúng ta đã thấy thì anh Hùng đã rất là tin tưởng để Tân Á thiết kế cho anh, và thành quả là được một ngôi nhà đẹp, sang trọng và hiện đại. Chúng ta hãy cùng thăm nhìn lại ngôi nhà của anh Hùng một lần nữa. Bây giờ các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu về mặt bằng kiến trúc ngôi nhà của anh Hùng nhà các bạn. Anh Hùng sinh năm 1986, dựa vào phong thủy anh hợp với bốn hướng làm nhà: hướng Tây Bắc Phúc Đức, Đông Bắc Sinh Khí, Tây Nam Phúc Vị, hướng Tây Thiên Y. Và đây là mặt bằng định vị khu đất. Căn nhà của anh có diện tích 12,8 x 8 m². Từ sân đi vào sẽ là phòng khách có diện tích là 21,3. Phía sau sẽ là cầu thang đi lên tầng 2 và bếp công ăn có diện tích 16,5 m², được bố trí hướng Tây Thiên Y. Tầng 1 sẽ được thiết kế 2 phòng ngủ, trong đó phòng master sẽ có vệ sinh khép kín có diện tích 15,7, vệ sinh khép kín 2,8, phòng thứ hai có diện tích 13,2, 12,3. Cuối cùng sẽ là khu vực nhà vệ sinh chung. Ở tầng 2 sẽ được thiết kế 2 phòng ngủ có diện tích 15,7 và 11,5. Ở giữa sẽ là không gian sinh nhật chung có diện tích 15,8. Phía trước sẽ là sân thượng, phòng thờ sẽ là bố trí hướng Tây Thiên Y có diện tích 12,3. Cuối cùng sẽ là khu vực sân phơi có diện tích 6,2 và nhà vệ sinh chung. Xung quanh ngôi nhà chúng tôi thiết kế rất là nhiều cửa sổ để cho tổng thể ngôi nhà thông thoáng, mát mẻ, hấp thu tốt ánh sáng thiên nhiên. Tôi và các bạn đã tham khảo xong mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế cho anh Hùng. Hy vọng rằng thông qua mẫu nhà này, các bạn sẽ có thêm một sự lựa chọn cho ngôi nhà tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại 0944 784 333. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.